8 thế kỷ, giữ vai trò là kinh đô của quốc gia Đại Việt. Khi Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế, kinh đô đặt ở Phú Xuân. Hoàng thành bắt đầu được thay đổi diện mạo để xứng với vai trò lịch sử mới, với tên gọi thành Hà Nội. Hơn 70 phiên bản tài liệu, bản vẽ và hình ảnh lưu trữ này sẽ tái hiện lại những câu chuyện lịch sử thăng trầm của thành Hà Nội từ năm 1802 đến năm 1945. Tòa thành mới được thiết kế theo kiểu vò bằng. Từ một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa ngoài Bắc của nhà Nguyễn. Đến trở thành khu nhượng địa của người Pháp. Một giai đoạn lịch sử quan trọng cho chúng ta nhìn lại những thay đổi cả về quy mô và kiến trúc để Hoàng thành Thăng Long mang hai diện mạo Á-Âu như ngày nay.